Ken đã quay lại với kênh Vé Úc TV. Và video ngày hôm nay thì chị và các em sẽ cùng nhau tô màu nha. Đây là bức tranh tô màu có giá 10.000 đồng. Chúng ta sẽ có hai mặt như thế này để chúng ta tô nha. Và kèm theo đó chính là một cái hình nhỏ làm mẫu để cho chúng ta tô theo, hoặc là chúng ta có thể tự ý tô theo sở thích của mình cũng được ha, tùy. Và ở trong cái tờ tô màu này sẽ kèm theo cho chúng ta là ba cái màu lông như thế này. Nếu như mà chúng ta thích có thể sử dụng thêm màu lông của chúng ta. Đây, chị sẽ sử dụng thêm cái hòa vĩ màu lông 35.000 đồng này nha, rất là xịn sò luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tô thôi. Bây giờ thì chị sẽ chọn tô cái con bướm trước nha. Tại vì chị rất là thích bướm luôn á. Bây giờ mình sẽ lột ra. Wow. Còn đây là ba cây màu này tặng cho mình, đó là màu xanh, màu vàng và màu hồng. Mình sẽ tô theo cái bức tranh, tô theo cái mẫu nè. À, cái mẫu nhỏ nhỏ bên đây nè mấy em thấy không? Bướm quá trời màu luôn, rất là đẹp luôn nha. Nhưng mà ở trong đây thì chắc chắn là không có đủ rồi, tặng cho mình có 3 cây thôi, mình sẽ sử dụng thêm màu của mình. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tô cái thân mình sẽ là màu cam nha. Mình sẽ để sẵn cái hộp màu ở đây và chị sẽ rút thôi. Sẽ rút màu cam. Đó, bắt đầu tô thôi. Giấy này nó cứng cho nên là tô màu khá là xuống luôn nha mấy em. Mà nó to nữa, cái tấm hình của chúng ta nó to mà, cho nên là khi chúng ta tô cũng không có khó khăn hay là sợ nó dễ lem hay gì hết. Có thể tô nhanh và tô một cách thoải mái ha. Nhưng mà cái giấy này nó bị chặn khô màu quá, cho nên là nó lúc mà mới tô nó sẽ bị ướt, cho nên chúng ta tránh tiếp xúc với lại cái bề mặt mới tô. Đó, rất là nhanh luôn, chị đã tô xong cái mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm thêm cái chi tiết nào màu cam chị tô luôn thể nha. Đây chính là cái họa tiết ở trên cánh bướm nè. À, rất là thích luôn. Còn đây nữa nha, một cái màu cam nữa. Còn hai cái, đố em thấy còn chỗ nào màu cam nữa. Đố mấy cái đơn giản không à. Các bạn nào thích tô màu quá thì hãy đặt ngay cái bức tranh tô màu này, chỉ có 10.000 đồng thôi. Chúng ta tô xong rồi chúng ta cũng có thể cắt và dán như tường của mình hoặc là bàn học của mình á. Thank you.
Hết cuối cùng cũng xong rồi. Trời ơi, tôi cũng hơi bị lâu luôn đó nha mấy em. Đó. Và cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong bức tranh bóng quá trời sắc luôn. Đó, rất là đẹp. Để mình đếm coi tổng cộng có bao nhiêu màu nào. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đếm lộn ta, coi chừng lộn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình như tổng cộng chúng ta là có 6 màu đúng không? Đó, màu quá trời màu luôn. Còn cái phần bên đây thì mình cũng tô tương tự ha. Cái chiếc máy bay này nè, sẽ bị ngược. Đó, mình sẽ tô theo như thế này ha. Đó, rất là đẹp luôn. Chỉ có 10.000 đồng thôi mà chúng ta có thể trở thành một họa sĩ rồi. Đó, phát họa chơi cái con bướm nó quá trời màu luôn nè. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà mấy em ơi, mấy em quên là đừng quên là liên hệ ngay với số điện thoại 0937 89 9707 để đặt mua nha. Còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại các em ở video sau.